Hi, xin chào các bạn, mình là Giáng Thu đây và hôm nay mình rất vui được ngồi đây trò chuyện cùng các bạn. Hôm nay các bạn có vui không? Giáng Thu mến chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nha. Hôm nay quay lại với các bạn với là chủ đề trang trí nhà cửa và cây cảnh. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách để có những chậu hồng ngoại xinh đẹp, làm thế nào để ghép hồng ngoại, chăm sóc qua hồng ngoại và trộn giá thể cho cái hồng ngoại đó các bạn. Nếu bạn là người mới, Giáng Thu mời các bạn đăng ký bên dưới để các bạn sẽ có thêm thông báo về những video tiếp theo của mình. Và bây giờ mình xin mời các bạn theo chân mình để xem xã mình chia sẻ kinh nghiệm này như thế nào cho các bạn. Xin mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái clip này để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn yêu thích trồng hoa hồng đó các bạn. Mình là một người yêu thích, rất là thích hoa hồng nha các bạn. Và mình cũng muốn làm một cái clip vừa trao đổi kinh nghiệm, vừa chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời mình cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của các bạn. Nếu các bạn mà có những cái kinh nghiệm đó, các bạn cũng chia sẻ với mình nha. Mình xin giới thiệu với bạn, đây là một số loại hoa hồng trồng trong vườn của nhà mình. Đây là loại Marosa nha các bạn. Đây là một loại hồng có màu cam, rất là thơm các bạn. Cái loại hoa hồng này nó có nguồn gốc từ Nhật Bản đó các bạn. Thì cái loại hoa này nè, mình khi mình đem về nhà đó, mình có mua một cái bụi thôi các bạn. Sau đó mình sẽ ghép, mình đã ghép vào nhiều cái gốc hồng đó, cho nên bây giờ mình có rất là nhiều cây các bạn ơi. Loại hoa hồng này nó rất là thơm và rất là to các bạn. Ngoài ra là nó lại cho nhiều bông một lượt nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách chăm sóc, cách ghép hồng và phôi rừng và trộn cái giá thể như thế nào cho phù hợp với các phôi hồng rừng ta mới đem từ rừng về đó các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một số cái phôi rừng mình đã ghép thành phẩm rồi nha các bạn. Thì các bạn nhìn đây nè, đây là cái vết ghép của mình ghép cũng khá lâu rồi. Bây giờ nó đã cho ra hoa đó các bạn. Đây là loại mùa hoa bói đầu tiên đó các bạn ha. Tuy nhiên được cái bông nó cũng không có được đẹp lắm. Đây là Marosa đó, mình ghép qua từ cái cây bụi bên nãy mình giới thiệu cho các bạn đó. Bây giờ mình ghép qua cái phôi này. Cái bông nó chưa có đẹp lắm các bạn ơi. Đây cũng là một cái phôi mới nữa nè, mình cũng vừa ghép nữa. Đây thì những cái loại hoa này nó vừa mới cho ra nụ. Rồi bây giờ mình chào các bạn nha. Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn cái cách ghép vào phôi rừng nha các bạn. Mình vừa mua một cái phôi về. Cái phôi này thì rễ nó là dạng đế nha các bạn. Nó có 3 thân nha. 3 thân nó cao và rất là to. Ý định của mình là mình sẽ ghép cái hồng vào nè. Mình dạng dạng cái cây cao đó các bạn, vương cao đó. Cái bụi hồng của mình nó cao lắm bạn. Bạn đứng bạn nhìn đi, nó cao hơn tầm hơn 1 mét đó các bạn. Thân nó cũng rất là to nha các bạn. Thì mình thấy những cái có nhiều người á, thì người ta sẽ ủ cát để cho nó lên những cái mầm con rồi người ta ghép vào. Còn riêng đối với mình á, thì mình lại thích ghép thẳng vào thân như thế này nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt 3 cái tán cho tương đối nó đều với nhau các bạn ha. Các bạn chú ý nè, mình sẽ dùng dao á, mình gọt cho nó thẳng nha. Thì cái vết cắt nó thẳng á, thì nó sẽ mau lành đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt vào vết cái phôi đó các bạn. Những cái vết thật là thẳng nha các bạn, thẳng là bén. Thường thì mình thích ghép một cái thân vậy đó là khoảng từ 3 đến 4 cái nhánh ghép thôi nha. Mình không có ghép nhiều. Có nhiều người thì người ta ghép nhiều á, thì mình thấy ghép nhiều nó yếu thì cũng vậy thôi các bạn. Đây là mình chọn cái cổ sa ba nha các bạn ha. Bữa nay mình sẽ ghép cổ sa ba vào đây. Thì cái cổ sa ba này nè, nó có cái đặc tính rất là hay á, là nó kháng bệnh lắm các bạn. Nó kháng bệnh nhiều lắm và nó dễ trồng, nó phù hợp với khí hậu nhiệt đới của mình nữa. Thì các bạn sẽ cắt cho mình lựa những cái thân khỏe nha các bạn. Bạn cắt một đoạn khoảng dài từ khoảng tầm 4 đến 5 cm đó. Rồi các bạn cắt cái hình chữ V, cái vết cắt cho thật là bén nha các bạn và cho thật là nhọn nha, để khi mình cặp vào cái thân đó. Bây giờ mình sẽ ghép vào cái thân nè để cho nó khít khao đó các bạn.
Đó, bạn nhìn mình nha, mình gắn vào đây, nó thật là khít khao như thế này nè. Đó. Nó thật là khít nha các bạn. Mình ghép vào cái thân này, các bạn nhìn đi cái phôi này ha, từ trên rừng mình đem về đó các bạn, mà người ta ship đến cho mình á là 7-8 ngày rồi đó, mà người ta bọc trong bọc ni lông á, cho nên bạn nhìn cái thân nó vẫn còn rất là xanh tươi các bạn. Thì do nó còn xanh tươi như vậy đó, cho nên mình sẽ ghép trực tiếp vào cái thân nó luôn. Mình không cần đợi cái mầm lên. Mai mốt nó lên cái mầm nữa thì mình sẽ ghép tiếp vào cái mầm này. Mình đợi cái mầm già và mình ghép nữa. Nhưng mà ý định của mình là mình muốn ghép cái thân này nè, không phải dạng bonsai nha các bạn. Nó có hai loại ghép á. Ghép cái loại bonsai á là các bạn ghép sát với gốc dưới á, rồi bạn lấy theo cái dáng, bạn tạo dáng. Còn mình thì mình không có ghép theo bonsai, mà mình ghép theo cái cây tán, chừng nữa là tán dù luôn đó. Cho nên mình sẽ ghép thẳng vào cái thân như thế này. Đây, cái này mình sẽ cắt những cái vết ra rọc theo thân nhé bạn. Các bạn nhớ là nếu mà cái thân của mình nó bị khô đó, thì các bạn sẽ cắt bỏ cái đó đi nha, cắt bỏ cái lớp cưa đi, cưa bỏ đi, rồi mình ghép vào cái chỗ nếu nó tươi mình mới ghép được, thì nó mới cái sống nó mới cao nha các bạn. Còn nếu bạn ghép vào cái chỗ khô thì chắc chắn không bao giờ nó sống được hết trơn. Tiếp tục nha, nguyên cái cây này là mình ghép cổ hay phòng hết đó các bạn. Các bạn ơi, nếu các bạn yêu thích video clip này á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Nhớ bấm nút like nha. Mình sẽ tiếp tục để làm những video mới để chia sẻ kinh nghiệm cùng với các bạn nha các bạn. Mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn rất là yêu thích hoa hồng, mà mình không biết cái cách ghép đó. Thì hôm nay các bạn xem cái video mình á, các bạn về nhà các bạn ghép thử đi. Các bạn lên mạng các bạn mua phôi nha. Phôi hồng này á, thì ở miền Bắc nhiều lắm, ở miền Nam á, thì không có nhiều. Mình á, thì mình toàn là mua cây ở ngoài miền Bắc không à. Mình mua xong rồi mình ship về đây. Mình ship về đây thì một phôi như thế này nè bạn, tùy theo phôi á bạn. Có phôi thì tầm 300-400, như cái phôi của mình đây mua đây thì nó cũng tầm 400 á các bạn, hơn 400 kể cả tiền ship nữa đó. Tuy nhiên có những phôi nó thuộc loại khủng á các bạn, thì nó có lên đến làm vài triệu nữa các bạn. Nhưng mà các bạn thấy như thế này nè, khi mình làm một cái cây hồng mình ghép xong á, thì giá trị thành phẩm, cây thành phẩm á, mình lên mạng mình tìm á, mình thấy có cây nó lên nó cả chục triệu đó các bạn. Những cái cây này mà ghép thành phẩm là lên đến 10 triệu đó. Nó rất là có giá trị các bạn ơi. Đó, các bạn ghép xong rồi bạn quấn băng keo lại, rồi bạn nhớ bọc ni lông lại cho kín nha. Thì cách ghép nó cũng giống như là ghép ngũ sắc vậy đó. Mình cũng quấn bọc ni lông lại cho chặt để nó không có cho nước vào, nó làm cho thối cái vết ghép của mình đi. Đó, mình ghép như vậy. Các bạn lưu ý nha, ở những vết cắt á, mình sẽ lấy dao á, mình rọc ở những cái vết cưa của mình đó cho nó thật là bén nha các bạn. Nó thật là thẳng đó, thì khi cái vết thẳng như thế này nè thì cái vết cái khi nó sẽ rất là dễ liền thẹo lại đó các bạn, làm cho cái vết ghép của mình đó nó mau lành đó. Đó, thì nhớ cắt cho thẳng nha, bạn đừng để sần sùi đó. Mình cắt thẳng thớm lên đó, rồi mình cũng sẽ ghép vào như thế này. Bạn nhớ bằng rọc là một cái đường rất là thẳng nha. Bạn đừng có cắt mà cái kiểu mà nó bị răng cưa đó, thì cái vết thương nó rất là lâu lành. Bạn nghĩ nó cũng như vết thương của mình vậy đó. Vết thương mà nó rách tùm lum thì nó khó lành lắm. Đây, bạn nhìn nó còn rất là tươi đó bạn. Cái phôi hồng này mình mua nó, mình thích cái phôi hồng này quá à, nó tươi dữ lắm. Trong mấy phôi hồng mình mua cái phôi này là đẹp nhất á, nó tươi dữ lắm. Mặc dù cái dáng nó không được đẹp lắm, nhưng mà cái phôi hồng này mình quyết định là mình làm thành một cái thân cao. Đó, mình trồng sẵn vào cái chậu rất là to. Tí xíu nữa mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn á, trộn cái giá thể nha các bạn. Đối với việc trồng hồng á, là giá thể rất là quan trọng các bạn ơi. Nếu mà các bạn trộn giá thể không đúng á, là nó sẽ chết cái phôi của mình đó. Khi mà mình mới tập chơi đó, mình cũng chưa có biết nhiều á, mình cứ nghĩ rằng là mình phải sử dụng các loại đất mà nó nhiều dinh dưỡng, đất này nọ kia đó, cho nên mình đã bị chết hết mấy phôi đó các bạn. Sau này mình học hỏi ở một số người á,
người ta chỉ cho mình cái cách trộn giá thể đó, thì mình trộn mình trồng thành công các bạn ơi, hầu như là 100% luôn đó. 100% cái hồng mình đều nảy mầm hết. Và các bạn phải nhớ nha, khi mình chăm sóc, mình nuôi cái trồng cái hồng đó, là mình cũng phải chăm sóc rất là kỹ các bạn. Đặc biệt là trong cái thời gian mà mình mới ghép đây nè, các bạn phải luôn giữ độ ẩm cho nó thật là ẩm, rồi á là phải chỗ mát. Bạn nhìn thấy ở cái cây của mình đó, là mình sẽ có quấn một cái bao ở phía dưới gốc đó các bạn. Đó, bạn thấy đó, để giữ độ ẩm cho cái gốc của nó, mình lấy một cái bao mình bao đựng đựng gạo đó, bao đựng phân bón rồi đó, mình sẽ quấn ở phía dưới gốc của nó nha. Quấn dưới để giữ cái độ ẩm cho cây. Còn nếu mình không giữ độ ẩm thì nó rất là dễ khô, và nó khô thì nó sẽ chết đi nghe các bạn. Đây mình sẽ ghép vào, bạn nhìn đây. Chú ý là cái vết cắt của mình phải thẳng nha các bạn ha. Nếu các bạn nào mà mới đó, các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha các bạn, nhớ ủng hộ mình các bạn ơi. Rồi, cái này mình ghép vào bốn thân, cái này nó to hơn nha. Đó, mình quấn băng keo lại. Quấn băng keo đen này nó cũng dễ dàng các bạn ơi. Có nhiều người mình thấy họ quấn bằng dây ni lông, dây bạ rồi đó, thì mình thấy cái việc quấn dây bạ rồi nó không có tiện lợi bằng cái này. Các bạn nên mua băng keo đen này nè, bạn quấn nó tiện lợi lắm. Nó vừa nhanh, nó vừa rẻ mà nó vừa khỏe nữa. Bạn quấn xong bạn chỉ việc bạn cắt thôi đó, khỏi buộc, khỏi gì trơn á. Sau khi mà mình trùm bọc ni lông lại đó, rồi mình nhớ nghe là mình sẽ đem vào chỗ mát, tuyệt đối là phải mát nha các bạn. Luôn luôn tưới ẩm, luôn luôn giữ mát. Lúc trước mình nghĩ là cái cây do nó mới đầu, nó không có rễ nhiều cho mình không có tưới nước. Không tưới nước nó sẽ chết các bạn, không tưới nước là chết đó. Mình phải tưới nước thường xuyên, độ ẩm luôn luôn phải là nhiều. Bởi vì cây hồng nó rất là cần độ ẩm khi nó mới... Nó mới ghép như thế này nha các bạn. Đó, bạn nhìn dưới gốc nha. Bạn nhớ lưu ý làm giống mình vậy đó, quấn một cái bọc vào. Rồi bây giờ mình sẽ ghép vào một cái phôi thứ hai. Cái phôi này thì nó nhỏ hơn các bạn, nó nhỏ hơn, nó cũng rất là tươi các bạn. Bạn nhìn nó còn nó là xanh, nó là đẹp đó. Mình ghép vào cái này là mình ghép cây hồng Marosa, mình ghép Marosa vào nha. Đây, cũng rọc cho nó thật là thẳng. Cái vết sần sùi thì bạn gọt đi. Cái vết cắt nó càng thẳng chừng nào thì cái nó mau lành, nó lao lành vết thương chừng đó. Nó mau lành thì cái thân của mình nó sẽ chống là hòa hợp giữa cái phôi và cái thân ghép của mình đó các bạn. Đây mình cắt nó Marosa đó, mà mình sẽ ghép vào đây nha. Đây cái bông hồng này mình cũng không biết tên nó là gì nữa, nó nhìn cũng lạ lạ. Cái giống này mình có những cái bông trắng nè đó. Cái này không biết kêu bằng cái gì, nó thơm lắm bạn ơi. Nó giống như là mùi trà vậy đó. Có người ta gọi là bạch trà, mình không biết có phải đây là bạch trà không biết nữa. Cái cây này thì mình đang dưỡng nó để mình làm giống đó, để mình ghép vào những cái phôi rừng của mình đó các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn, mình ghép hai phôi ha. Một phôi thì mình ghép hồi nãy là mình ghép cổ Sapa đó, còn cái này mình ghép Marosa. Bây giờ mình cắt sẵn, mình để sẵn cho các bạn xem đó, những cái đoạn cái này. Mình quên nói với các bạn nữa, mình nhớ khi mình cắt là mình phải chọn cái thân này nè, là nó phải có một cái mắt nha các bạn. Nó có cái mắt thì từ cái mắt đó nó phải đâm, để nó đâm ra cái đọt non đó các bạn. Cho nếu mà mình lựa cái khúc mà nó không có mắt á thì nó sẽ không có cái sống được đâu nghe các bạn. Phải có một cái mắt.
Đó, thì cái mắt đó nó mới tự đâm ra được cái đọt non được. Các bạn biết trồng hồng nó rất là cực nhưng mà nó vui lắm. Đối với những người mà yêu thích hoa hồng đó, như mình đó, thì mình thấy những cái công việc làm này nó rất là thích thú, nó không có cái gì là cực nhọc hết trơn á. Mình chăm sóc, mình ghép, mình làm cái việc đó mình thấy rất là vui các bạn. Mình cũng nói các bạn luôn là hồng nó rất là dễ bị bệnh các bạn. Thì các bạn cũng chú ý rằng là mình phải xem kỹ những cái cây của mình nha, để coi thử nó có bị mà mắc bệnh gì không đó, mình lo trị đó. Thường thì mình thấy nè, mấy cái hồng của mình á, nó thường nó bị rệp đỏ nè, nhện đỏ đó, nện đỏ, rồi rệp sáp nè, rồi cái gì bảo trĩ nè. Rồi mấy cái bệnh đó là nếu mà các bạn không kịp thời phát hiện á, là cái hồng của mình nó sẽ chết đó các bạn. Hoặc là nó suy dữ lắm. Thì các bạn cũng thường xuyên á, các bạn xem kỹ cây của mình, và mình cũng có thể xịt phòng ngừa các bạn. Nhiều khi mình cũng bận rộn công chuyện lắm, đến khi mà cái cây nó bị bệnh rồi đó thì mình trị nó thì nó cũng sống đó, nhưng mà nó suy dữ lắm. Nó suy dữ lắm. Còn nếu các bạn chăm sóc thường xuyên á, thì cái cây của mình nó không có bị suy. Mình xịt phòng ngừa trước các bạn. Thì cái cách trị này nó cũng dễ lắm các bạn ơi. Các bạn đi ra ngoài những cái tiệm thuốc đó, các bạn mua về bạn xịt cho nó nha. Bây giờ mình cho các bạn xem thành quả của mình nha. Đây là sau 10 ngày đó các bạn. 10 ngày. Đúng 10 ngày luôn đó. Cái phôi này tại do nó tươi đó, cho nên nó nằm mập mầm rất là mau mau các bạn ơi. Đây, nó ra mầm rồi nè. Đó. Ở cái bếp ghép của mình, cái cây nó đã sống, các bạn nhìn thấy đó. Rồi ngoài ra nó còn nảy lên những cái mầm đó các bạn. Những cái mầm từ cái phôi của nó đó. Đó, cái phôi đó mình có thể mình nuôi cho nó già lên, mình ghép vô được luôn đó các bạn. Đây, bạn nhìn nha, bên đây đã ra những cái đọt non rồi ha. Đó, rất là xinh đẹp các bạn ơi. Nhìn nó đã lắm. Lá non, lá đỏ, nhìn đẹp lắm. Đây, bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ là cũng cái phôi đó đó. Bây giờ là thêm một tuần lễ nữa. Các bạn nhìn đi. Mầm đâm chi chít hết trơn luôn. Tốt lắm các bạn ơi. Các bạn nên học chơi ghép phôi rừng rồi đi. Cái phôi rừng này nè, bạn ghép nó đã lắm. Nó khỏe, nó nuôi cái thân con á, nó nuôi cái thân ghép á, mạnh lắm các bạn. Chứ không phải giống như là mình trồng những cái hồng chiếc cành chiếc đồ đó bạn ơi, nó không. Đây các bạn nhìn cái hồng này mình nó hơi bị suy hơn cái bên kia đó bạn, cũng tùy nghe bạn ha. Có thân nó mạnh, nó nuôi rất là mạnh như cái thân bên đây nè. Đó, nhưng mà thân kia vậy là vẫn sống đó bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách trộn giá thể nè. Cũng như hồi nãy mình nói với các bạn đó, việc trộn giá thể rất là quan trọng. Hồng á, mà bạn trộn không đúng giá thể á, là cái hồng ghép của mình nó sẽ chết. Đối với những người trồng thân ghép, thân cắt cành, nó chiếc cành rồi đó, thì mình không có rành về giá thể lắm. Nhưng mà mình học hỏi cái này và mình cũng đã trải qua thực tế luôn, thì mình biết luôn là cái việc trộn giá thể á, nó quan trọng đối với việc trồng ghép và phôi hồng rừng các bạn. Đây, các bạn sẽ chọn cho mình là đất ruộng thôi. Mình ra ngoài ruộng mình đào vài cục đất đem về, mình xin mấy người nông dân đó, mình dích vài cục đất mình đem về đây, rồi mình phơi cho nó khô đi, rồi mình đập ra. Đó, đất ruộng thôi. Đập nhuyễn ra nghe các bạn. Bạn nhớ là phơi cho khô nha. Rồi, cái nguyên liệu thứ hai nữa để làm giá thể là cát. Cát xây dựng bình thường thôi, cát sạch đó, cát mình mua về người ta xây nhà đó. Đó, mình cát và đất nông nghiệp. Hai cái này mình trộn tỷ lệ 50-50 nha bạn, 1-1 đó. Rồi thứ hai nữa, thứ ba nữa là cam dừa. Cam dừa này nó có cái vai trò giữ ẩm. Còn
cái cát á, thì nó có vai trò là để thoát nước đó. Hai cái này đồng thời nó đi liền với nhau như vậy đó, và nó làm cho cái giá thể mình nó tốt các bạn. Rồi bây giờ mình nói lại nè ha, là đất ruộng là một phần, cát xây dựng một phần, và sơ dừa là hai phần đó. Như vậy mình trộn đều cái này với nhau. Có người thì người ta trộn tỷ lệ 1:1 cũng được, nhưng mà mình trộn sơ dừa nhiều hơn. Lý do mình cũng nói với bạn luôn là mình không có đất ruộng nhiều á bạn, mình đi xin được mới vậy thôi, mình cho sơ nhiều là nhiều hơn chút thì cũng được đó. Còn không thì bạn trộn tỷ lệ 1:1 cũng được. Mình đi xin được có tầm chục cục đất bự bự đó, mình đào về vô bao mình vác về thôi, cho nên mình cũng không có được nhiều đất. Rồi bạn trộn đều cái giá thể này nha. Ngày xưa mình không biết cái trộn giá thể này các bạn, mình cũng bị chết hết 2-3 phôi đó, 2-3 phôi to tiếc lắm. Trồng xong rồi nó nảy mầm lên rồi đó, xong tự nhiên nó lại chết rồi. Nó phi lý dữ lắm luôn, nó kỳ dữ lắm đó. Cũng là đất bình thường thôi, nhưng mà mình không có trộn đúng giá thể của nó. Mình không để mà mình cứ mua ra ngoài chợ đó, mình mua cái loại đất mà người ta gọi là đất sạch rồi đó, cái mình về mình đổ vô mình trồng bình thường vậy đó, rồi cái nó không sống, nó chết luôn, nó ra mầm xong cái tự nhiên cái nó chết rồi đó. Bây giờ mình được người ta chỉ cái loại giá thể này nè, mình trồng nó cũng đã sống rất là nhiều rồi, cho nên mình tin tưởng vào cái giá thể, mình chia sẻ với các bạn nha. Đó, cứ nghĩ có nhiều bạn nghĩ ôi phải chọn đất thiệt là tốt, nhiều phân rồi, cái không có đâu các bạn. Đất như vậy thôi đó, là cây nó tốt lạ vậy đó, cái hồng gốc cục rừng là nó lạ vậy đó, nó chịu cái giá thể như thế này. Mình cho hơi nhiều cam dừa một chút các bạn ơi. Ở đây mình muốn giữ ẩm, hay mùa này nó khô quá trời khô, mùa này gần Tết rồi, nó không có mưa hết trơn á, cho nên chọn cam dừa hơi nhiều một chút. Cam dừa hơi nhiều thì nó ẩm được nhiều hơn. Nếu các bạn nào có cảm thấy cái video này có ích đó, các bạn nhớ mà đăng ký kênh cho mình nha các bạn, nhớ like mình ủng hộ cho mình nha. Đây là cái giá thể mình trộn đó các bạn. Đó, các bạn thấy ha. Đó là cái chia sẻ cách trộn giá thể nha các bạn. Và tiếp theo á, mình xin giới thiệu với các bạn một số cái phổi hồng mình đã ghép thành công nha các bạn. Đây là những cái phôi mình ghép, nó cũng vừa ra bông bói thôi à, mình cũng vừa chơi một thời gian ngắn thôi các bạn, cũng ghép được có tầm mấy tháng thôi đó. Rồi cho nên là nó mới ra bông lần đầu. Đây là bông vàng các bạn, bông này là hồng ngoại, tên của nó là Beatrix. Cái nồi nó có màu rất là đẹp các bạn ơi, nó có tầng tầng á, nó thơm nhẹ mùi mật ong các bạn. Hoa nở rất là dễ thương, lâu tàn lắm các bạn, tàn lâu lắm luôn. Đây, còn cái bông này là bông khủng luôn, nó to lắm mấy bạn ơi. Sir Emmanuel, thơm dữ lắm, thơm khủng khiếp luôn, to nữa. Đây các bạn nhìn thấy đây, nó ra hoa nhiều lắm, mình mới ghép ra một lần đầu đó mà nó ra bông vậy đó các bạn. Thân nào thân nấy to lắm, bởi vì cái phôi của nó, cái phôi nó mạnh lắm bạn ơi, nó đã sống được rồi một cái là nó nuôi hoa khỏe lắm. Mình vừa chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm của mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn sẽ có những cây hồng đẹp vừa ý với mình, để mình được ngắm thỏa thích nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.